Trân trọng kính chào quý tôi con Chúa. Cảm ơn mục sư sư Hiếu rất là nhiều. Chúa ban phước cho quý vị. Nếu ai cần đi ngủ, kính chúc quý vị ngủ ngon ở miền Đông. Còn ai vô học và tiếp tục lời Chúa thì chúc quý vị có một thời giờ đối với lời Chúa thiệt ngọt ngào, phước hạnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã tham dự ngày hôm nay. Chúa ban phước cho chúng ta qua lời của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau ở trong Sáng Thế Ký câu số 2. Mình học nhanh, nhìn học nhanh thiệt. Mới đây mình đi tới câu số 2 rồi. Nên cảm ơn Chúa. Mình cứ tiếp tục chạy chạy như vậy. Cái cách mình học mà mình học từng câu từng phần như vậy thì tôi hôm nay sẽ quý vị tôi đặt nhiều câu hỏi để quý vị cùng trả lời để cùng tham dự với nhau, rồi sau đó mình sẽ kết thúc cái bài học của mình. Nếu có thì giờ học xong thì học hết, còn không thì mình sẽ qua qua tuần sau. Rồi mọi người đã cầu nguyện rồi, bây giờ mình mở câu Kinh Thánh này ra, mình cùng suy gẫm với nhau. Ai có câu Kinh Thánh này xin mở ra trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2. Dạ, quý hương xin đọc một từ Dạ. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2. Dạ. Vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Amen. Amen. Đây là một câu Kinh Thánh, phải nói nó một nền tảng rất là lớn. Cho nên hầu hết những câu đầu của Kinh Thánh nó xây dựng một cái nền tảng rất là lớn, vững chắc, để chúng ta cần phải đào sâu vô từng từng chi tiết. Cho nên ở trong câu Kinh Thánh này là vả đất đất như thế nào? Vô hình, Đất vô hình, vô hình trống không, và trống không. Rồi gì nữa? sự Và mờ tối thành sự vòng mờ là một tối như thế nào? ở trên mặt vực, Sự mờ tối trên mặt vực. Rồi gì nữa? thần 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 của Đức Chúa Trời, thần Đức Trời vận hành trên mặt nước. Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Khi mình học bình thường thì mình không quan tâm lắm những cái chiều sâu của nó. Nhưng khi mình thật sự mình muốn học đó thì mình phải chịu khó đào sâu vô cái nguyên ngữ của nó, là cái điểm ưu tiên đầu tiên là mình phải đào sâu vô cái nguyên ngữ của câu Kinh Thánh, của Kinh Thánh. Cái điểm thứ nhì đó, mình sẽ tập trung vào những cái khía cạnh như là thứ nhất, cái ý nghĩa của câu Kinh Thánh đó thì không nói gì rồi, nhưng mà chúng ta sẽ tập trung vào việc chúng ta xem xét lại những cái khía cạnh thần học và tâm linh của cái câu Kinh Thánh đó. Rồi bên cạnh đó chúng ta cũng xem xét về cái khía cạnh văn hóa ở trong cái thời điểm đó, và cái văn hóa cái lúc viết Kinh Thánh đó, cái câu Kinh Thánh đó như thế nào, và cũng cho chúng ta thêm một số ý tưởng đó để chúng ta cùng cùng suy gẫm với nhau, mình hiểu rộng hơn một chút về cái từng câu từng chữ của Kinh Thánh. Thứ nhất, ở trong câu Kinh Thánh này mình thấy mấy chữ đầu tiên là vả đất. Khi đọc đến vả đất, lúc bây giờ đất như thế nào? Đất vô hình Vô và trống không. hình. Vả đất vô hình và trống không. Như vậy thì tôi dừng lại cái chữ vả đất, mình cùng suy gẫm một chút, tại sao đất nó lại quan trọng ở trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời? Quý bạn bắt đầu suy nghĩ nha, tại sao đất nó lại quan trọng trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, hay là trong cái quá trình của Đức Chúa Trời? Why is the earth is so important in God's creation process? Tại sao? Tại sao đất nó lại quan trọng ở trong cái quá trình sáng tạo của Đức Chúa Trời?
Vô là bắt đầu, ngoài cái việc mà Đức Chúa Trời dựng nên trời đất rồi, xong là cái câu thứ nhì đó là vả đất. Nhưng mà tại sao đất nó lại quan trọng như vậy? Nó lại nằm cái chỗ ưu tiên như vậy. Tại sao? À, bắt đầu quý vị suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ để mình tìm cái câu trả lời nha. Rồi tôi đặt một vài vấn đề để quý vị tìm cái câu trả lời. Tại sao đất nó có ý nghĩa như thế nào ở trong cuộc sống của mình? Đất nó có ý nghĩa như thế nào ở trong cuộc sống của chúng ta? What does the earth symbolize in our life? Cho mình hiểu tại sao đất nó lại quan trọng ở trong cái tiến trình sáng tạo của Chúa, và đất nó có ý nghĩa như thế nào, hay là nó có biểu tượng nào ở trong cuộc đời của chúng ta, ở trong cuộc sống của mình. Và tôi đặt thêm một vấn đề nữa là làm thế nào chúng ta xây dựng cái nền tảng vững chắc trong cuộc sống. Tôi đặt cái câu hỏi số 3 này thì quý vị đã thấy được cái tầm quan trọng nó như thế nào rồi đó. Làm thế nào chúng ta có thể xây dựng cái nền tảng vững chắc ở trong cuộc sống của mình? Và khi tôi đặt cái câu hỏi này thì mình sẽ thấy tại sao đất nó lại quan trọng ở trong cái tiến trình tạo dựng sáng tạo của Chúa, và nó liên hệ như thế nào ở trong đời sống của mình. Học Kinh Thánh với tôi luôn luôn đưa nó vào cái liên hệ thực tế trong cuộc sống. Mặc dầu cái chuyện dựng nên trời đất, cái chuyện mấy bao nhiêu ngàn năm trước, cái chuyện thời thuở xưa, nhưng mà nó liên hệ gì đến mình ở trong cuộc sống hiện tại này? Vì vậy chúng ta thấy tại đây ba cái vấn đề tôi đặt ra đó. Thứ nhất, tại sao đất lại quan trọng trong việc sáng tạo, trong cái tiến trình hay cái quá trình sáng tạo của Đức Chúa Trời? Cái vấn đề thứ nhì tôi đặt ra, đất nó có ý nghĩa hay là nó có cái biểu tượng gì? Đất nó đại diện cho cái gì ở trong cuộc đời của chúng ta? Và cái vấn đề thứ ba tôi đặt ra đó, làm thế nào để chúng ta xây dựng một đời sống có một cái nền tảng vững chắc? How can we build a solid foundation in life? Cho nên tất cả những cái câu hỏi này tôi đặt ra để quý vị thảo luận, tập trung vào cái chữ đất đó, cái chữ đất đầu tiên đó, thì chúng ta thấy cái tiến trình này nó quan trọng như thế nào. Tại sao đất nó lại quan trọng trong cái tiến trình này? Quý vị trả lời. Mục sư ơi, dạ. Đất có phải đất là nó sinh thảo mật xanh tươi đó, đất là nó phải xanh cây cỏ, tất cả các loại cây trồng trên đất, là cho nên là đất nó quan trọng. Dạ. Yeah. Mình cứ nói. Dạ, bà, cảm ơn bà Bích, rất là tốt ạ. Mình cứ nói, mình hiểu sao, tại sao mình nghĩ đất nó lại quan trọng. Tôi lặp lại nghe, tại sao đất nó lại quan trọng ở trong cái tiến trình sáng tạo của Chúa? À, bởi vì có câu 1 mình học với nhau là gì? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. À, tới đó chấm hết. Rồi qua câu số 2, tự nhiên bắt đầu bằng vả đất. À, là vô hình và trống không. Nhưng mà tại sao nó lại bắt đầu bằng đất? Cho nên tôi đặt cái vấn đề là tại sao nó lại quan trọng như vậy ở trong cái tiến trình này. Dạ, kính mời ông Như. Cái điểm quan trọng nhất là từ đất nó ra nhiều thứ, mà thứ nhất là ra cái loài người trước. Chúa lấy đất nắng lên hình người. Đó là cái điểm quan trọng mà, bởi vì con người rất là thể tể trị trái đất đó, tể trị mọi muôn vật trên trái đất, mà Chúa nắng lên đất, con người bằng đất. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn ông. Rồi, mời cô Đông Phương hay là anh Giữa, anh Đông. Dạ, em ạ. À, theo dạ. Em thì đất ở đây đại diện cho tấm lòng ạ. À. Tôi xin hết ạ. À, đất đại diện cho tấm lòng. Ok, dạ. Yeah. Rồi. Quý vị cứ hiểu tại sao đất nó lại quan trọng thì chúng ta suy gẫm ra. Mời anh David. Dạ. À, thì đất ở đây thì cũng giống như chú Du nói á, là khi ban đầu Đức Chúa Trời làm ra heaven, thiên đàng và đất, và trong cầu nguyện của Chúa cũng là thy will be done on earth as it is in heaven, là
ý cha được đến Ý cha được nên như ở đất như ở trời. như ở trên đất như trời, thì cái nơi này, nơi đất á, là cái là giống như theo em hiểu hiểu á, là nơi mà Chúa sẽ dùng con người, nơi mà Chúa sẽ dùng để thành lập ra cái plan của God sau này á, là mình thấy là Chúa Giêsu cứu thế. Thì đây là ban đầu mà Chúa cho nên đất nó rất là quan trọng đối với Chúa, là tại vì mình ra nơi đất này và mình sẽ là Chúa sẽ làm ra ý của Ngài ở dưới đất như ở trên trời. Cảm ơn David. Mời anh Dũng. Dũng nghĩ là mà cái chữ đất ở đây đó có phải chăng là muốn nói về cái trái đất? Cái tại vì lúc đó nó chưa có gì hết, cũng không có trái đất nữa. Thành ra là cái đất ở đây muốn nói về cái trái đất, cái chỗ mà chúng ta đang ở. Lúc bây giờ nhớ nha, đất vả vả đất à và đất vô hình và trống không, có nghĩa là chưa có gì đó, một mớ Chưa có hỗn gì hết. độn đó, một mớ hỗn độn đó. Mà tại sao đất nó lại quan trọng đầu tiên ở trong cái tiến trình sáng tạo này? Mời chị Kim. Chúa tạo dựng nên trời và đất. Ở đây nói là Chúa dự bị cho con người để mà sống á, là khi mà có đất thì mình chưa có học về nước các thứ, để cho những cái những mà sinh sôi nảy nở sẵn sàng, để cho loài người sẵn sàng nơi đó để cho loài người sống. Chuẩn bị một nơi sẵn sàng cho loài người để sống ha. Cảm ơn quý vị. Còn ai nữa? Tôi bắt đầu một cái chữ nào đó, một là tôi đặt một vài câu hỏi để quý vị thảo luận đó nha. Bắt đầu giờ mình bắt đầu cái chữ đất đó. Vả đất, tại sao đất nó quan trọng? Đất là nguồn gốc của nhân loại, Nguồn con gốc người của tạo nhân loại. ra, và Chúa đã dựng lên đất để coi như là có nuôi dưỡng con người, sinh như là sinh cây cỏ, cây ăn trái, rồi đấy con người cũng coi như là để nuôi con người đó một sinh. Cảm ơn Chúa. Mình là đất nhưng mà mình ăn cũng ăn từ đất, một cái dạng khác nó ra trái cây rau cải rồi. Cảm ơn Tín An. Mời cô Quế Hương. Dạ mục sư, theo ơn nghĩ đất là coi như trước khi Chúa tạo dựng trời đất thì Chúa phải đặt cái nền móng, Chúa phải định hình trước rồi đặt cái nền móng. Thì Hương nghĩ là Chúa trước khi tạo dựng loài người thì định hình là một hình thể, coi như là một cái vật thể vậy đó, rồi làm một cái nền móng trước. Thành ra là Chúa phải tạo nên đất trước, Chúa làm nên đất trước rồi bắt đầu Chúa mới làm nhiều việc khác nữa. Giống như mình cất cái nhà, mình phải định hình nó ở nơi nào rồi mình đặt nền móng trước, mình trước khi mình cất cái nhà. Theo Hương nghĩ là vậy đó một sư. Dạ xin hết ạ. Cảm ơn cô Hương. Kính mời bà Kính. Tôi cũng có ý giống như cô Hương vừa rồi, giống như Chúa đặt mà Chúa nói chữ đất đây là cái base mọi việc, rồi Chúa sẽ đặt trên cái đất đó mọi thứ, mọi việc Chúa sẽ đặt trên cái đất đó là cái gọi là cái base. Tôi không biết nói sao nhưng mà mọi thứ sẽ nằm trên cái đó. Chúa sẽ đó là quan trọng, đó là vẫn quan trọng. Dạ hết ạ. Cảm ơn Chúa. Chị Kim Lữ nữa. Có phải đất là cái sở hữu mà Chúa cho loài người không thưa mục sư? Mình cứ mình hiểu sao mình cứ nói, chứ bây giờ mình học mà mình đâu biết chuyện gì ra chuyện gì đâu, mình cứ học thôi.
mình Dạ. cứ mình Dạ, cứ chắc hiểu sao mình nói vậy. cho em gọi kiện mục sư. Dạ. À, mục sư, à, ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất, thì theo em nghĩ là Chúa nói rõ ràng là trời và đất thì trời là của Chúa, còn đất là Chúa dành cho con người, trong đó có con người tội lỗi và con người, tức là Chúa đã biết hết trước mọi điều rồi, nên thì Chúa có chương trình cho con người là được sống trên đất. Dạ, Rồi, em xin hết. cảm ơn cô Vi. À, mời bà Loan. Một xưa không biết ở không không biết là trong sáng cái chỗ nào mà có nói câu là trời là ngai tam, là bề trên tam đứng. Dạ, có một câu đó, trời là Dạ. ngai ta, đất là bệ chân ta. Ở đâu Dạ. đâu chép câu đó, quý vị nào giỏi kinh thánh tra cứu giùm nha. Cho nên Dạ. là chỗ nào cũng của Chúa ngự hết. Dạ. Rồi, quý vị nào dở trong Esai 66 câu 1. Dạ, nhả ra Esai 66 câu 1. Nếu trong khi dở Esai 66 câu 1 thì kính mời bà Loan. Trước hết kính chào quý mục sư, chào anh chị em. Dạ thưa, cái lúc này là đang thâu cả mục sư. Dạ, đang trực tuyến ở trên Facebook đó. Dạ nếu mà thâu thì ngại quá, là tại vì có những cái lời, những cái nó làm mình là nếu được vậy mục sư bỏ mấy cái đoạn này nha, là tại vì tôi Nó biết đang là trực tiếng mà bỏ gì? tôi Tôi đã thông báo rồi mà. Dạ thật ra ngại góp ý quá. Dạ Dạ. tại vì nhưng mà cũng ham nói. Dạ tôi xin thưa cái câu này nó liên quan tới cái câu một là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, tức Yeah. là có hai cái đối tượng, có hai đối tượng là ta và ngươi. Dạ thì nếu mà mình dùng chữ đất là mình nói là quả đất thì nó quá là hạn hẹp, tại vì trong cái quả đất nó còn có cái thái dương hệ, nó còn có rất nhiều cái nơi mà mình không khám phá được, thành ra cái chữ đất đó mình đừng có hiểu đây là cái quả đất. Dạ mà mình hiểu trong cái phương diện về tâm linh, tức là hai cái đối tượng. Cho nên trong về phương diện này là tôi có thể kết luận rằng là ngươi, ta đã sáng tạo ngươi, Đức Chúa Trời nói như vậy, thì nằm ở trong cái điều là Đức Chúa Trời sáng tạo từ cái không ra có, còn con người của mình á thì làm từ cái có ra cái có. Cho nên ở chỗ này rất là có một cái điểm chánh là Đức Chúa Trời là người làm ra mọi sự, làm ra cái đối tượng, tức là mình. À, trong 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 cái đoạn này có lần tôi hỏi mục sư là cái vấn đề mà hai nhị nguyên đó, tức là luôn luôn có thiện ác trái phải nam nữ đồ giàu nghèo vân vân, thì ở đây tôi thấy là cái chữ đất đây là nó đại diện, nó ý muốn nói vấn đề sáng tạo của Đức Chúa Trời cho cái mình và Chúa, thì mình là người được Chúa sáng tạo chứ không phải mình là ngang hàng với Chúa như thế nào. Dạ tôi xin hết. Cảm ơn bà Loan nhiều. Quý vị khác còn có ý kiến gì nữa không? Hay là nghe bà Loan nói cái sợ rồi không dám không dám phát biểu ý kiến nữa. cho nên mấy ngày đầu tôi có thông báo, cho nên những ngày đầu thì tôi ít đặt câu hỏi để quý vị làm quen với cái chương trình, rồi hầu cho mình hiểu được rằng mình đang được trực tuyến và chỉ nghe tiếng nói thôi chứ không có thấy mặt mình đâu, mình cũng không biết ai đâu.
Rồi, mình trở lại để mình trả lời câu hỏi tại sao đất lại quan trọng ở trong cái tiến trình hay là trong quá trình sáng tạo của Đức Chúa Trời. Câu trả lời là bởi vì đất là nơi mà Đức Chúa Trời tạo ra sự sống. Đất là nơi mà Đức Chúa Trời tạo ra sự sống, nơi mà các sinh vật sống và phát triển ở đây. Đất là nơi mà Đức Chúa Trời tạo ra sự sống và là nơi mà các sinh vật sống và phát triển ở trên đất này. Cho nên đất là một cái nền tảng cho mọi sự sống ở trên quả đất này. Nó biểu tượng cho sự vững chắc và một sự bền vững. Sự chắc chắn và sự bền vững. Đất nó biểu tượng cho sự chắc chắn và sự bền vững và nó là nền tảng của mọi sự sống ở trên trái đất này. Cho nên nó rất quan trọng là nơi mà nó khởi đầu. Để tại cái nơi khởi đầu đó, khi tất cả những sinh vật khác được dựng nên thì nó có một cái nền tảng để nó phát triển và nó sống còn. Bây giờ có thể dựng nên mọi sự, nhưng cái chỗ nào để có sự sống thì nó lại vấn đề. Tại sao trong mặt trăng không có sự sống, các ngôi sao không có sự sống, tất cả những chỗ sáng khác không có sự sống? Nó cũng được tạo dựng nên, và thậm chí mặt trời nó không thể có sự sống. Cho nên nhiều thứ lắm ở trong được tạo dựng nên ở trong cái vũ trụ. Cái vũ trụ là nói đến chung, và nói đến những cái riêng trong những cái vũ trụ đó thì nó có những cái gọi là Milky Way, giống như cái Milky Way của mình đang có. Cái Milky Way của đang là tiếng Việt là cái gì thầy thầy dạ yeah, thầy Lâm Milky Way ngân sư. Ông sư. Dạ, giải ngân hà. Trong cái giải ngân hà đó nó có những cái mình đang có. Có nghĩa rằng là mặt trăng, mặt trời, ngôi sao rồi. Có nhiều mà có hàng tỷ tỷ cái giải ngân hà như vậy, chứ không phải là một giải ngân hà như chúng ta đang có. Vì vậy ở trong cái vũ trụ đó nó bao gồm rất lớn, nó bao gồm rất nhiều. Mà đặc biệt đó là có cái quả đất, nó lại có sự sống. Hầu như chắc cổ chỗ khác không có sự sống. Vì vậy mà các nhà khoa học gia họ bắt đầu họ bay lên cung trăng để họ tìm sự sống. Nhưng tìm hoài không ra. Họ bay qua Mars để họ tìm sự sống mà không có sự sống. Nó chỉ là nơi có sự sống, đó là đất mà thôi. Cho nên đối với Chúa, đất nó rất là quan trọng, bởi vì nó là nền tảng cho mọi sự sống ở trên đất này. Vì vậy chúng ta thấy rằng nó đóng cái vai trò rất là đặc biệt. Bởi vì đó mà cái vấn đề đặt ra một câu hỏi thứ nhì, đó là đất có ý nghĩa như thế nào, hay là đất là cái biểu tượng như thế nào, nó như thế nào ở trong cuộc đời của chúng ta. Rồi, đất nó là một cái gì đó, nó bày tỏ hay là nó đại diện cho một cái nền tảng, nó đại diện cho một cái sự ổn định, nó đại diện cho một sự chắc chắn. Trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày cũng vậy, chúng ta cần có một cái nền tảng chắc chắn để chúng ta sống còn. Nếu chúng ta không có một nền tảng chắc chắn thì chúng ta sẽ không tồn tại được, không thể tồn tại được. Vì vậy để cho cả cái thế giới nó tồn tại, cả một cái gì đó nó tồn tại trong sự tạo dựng của Đức Chúa Trời, để cho tất cả các sinh vật mà Chúa sẽ tạo dựng sau đó nó tồn tại, thì đất nó đóng một vai trò rất quan trọng, bởi vì nó sẽ là một nền tảng cho tất cả các sinh vật mà Chúa sẽ tạo dựng nên. Đất nó sẽ là một cái chỗ vững chắc và mang lại sự ổn định cho tất cả mọi sinh vật khi Chúa dựng nên những sinh vật đó trong tương lai. Vì vậy đất nó trở nên một cái chỗ rất quan trọng, và nó là một cái chỗ mà tất cả chúng ta cần phải có ở trong cuộc sống của mình. Khi nói đến một nền tảng để sống vững chắc
thì ai trong chúng ta cần phải có cái nền tảng vững chắc đó. Nhưng làm thế nào để chúng ta xây dựng một cái nền tảng vững chắc ở trong cuộc sống của mình? How can we build a solid foundation in life? Nên chúng ta cần có thể xây dựng một cái nền tảng vững chắc và đặt đức tin của mình vào Đức Chúa Trời và sống theo những cái giá trị mà Chúa đã đặt ra. Và đặc biệt chúng ta như là những sinh vật được sống trên đất này luôn luôn tìm mọi cách để tiếp tục được phát triển. Phát triển hàng ngày, tăng trưởng hàng ngày ở trong đời sống của mình. Cho nên trở lại cái bài học của chúng ta ngày hôm nay đó, bài học đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó, đất là nền tảng cho mọi sự sống ở trên đất này. Đất là một nền tảng cho mọi sự sống, cho mọi sinh vật được tạo dựng ra sau đó ở tại đất này. Nó là một nền tảng. Nó biểu tượng cho sự vững chắc và bền vững mà chúng ta có thể dựa vào. Mọi sinh vật có thể dựa vào đất này để sinh tồn. Mọi sinh vật có thể dựa vào quả đất này để sống động và phát triển. Cho nên đất nó trở nên quan trọng bởi vì nó cần phải được chuẩn bị. Nó cần phải được chuẩn bị cho mọi thứ sau đó. Vì vậy đất, khi nói đến đất, nó không phải chỉ là một cái nền tảng vững chắc, là nơi mà Đức Chúa Trời ban sự sống, tạo ra sự sống ở trong đất. Tôi không hiểu tại sao nha, mà giờ tôi xách một cái nhóm đất ở đâu ở bên ngoài đường đó, tôi bỏ vô trong cái hũ, rồi tôi bỏ cái hạt giống vào trong cái miếng đất đó, trong cái chậu đất đó, tự nhiên cái nó sống à. Tự nhiên cái cây đó nó sống à. Dầu cho cái củ hành, cái cây, cái củ hành đó, mà tôi ăn hết cái lá, tôi còn cái củ ở dưới thôi, mà tôi chỉ cần hốt miếng đất ở đâu cũng được, tôi bỏ vô trong cái hũ đó, rồi tôi cắm cái hành vô, tự nhiên nó sống. Mà tôi bỏ bất cứ thứ khác, nó không sống. Tôi bỏ kim cương vô nguyên một hũ kim cương, tôi trồng một cây củ hành vô nguyên một hũ kim cương, đắt tiền, bao nhiêu tỷ bạc, mà cái cây hành đó nó chết queo, nó không sống được. À, rồi tôi thấy nếu kim cương không được, tôi thấy nguyên một cái bột vàng, nguyên một cái chậu bột vàng, thiệt là tôi vô mấy cái thợ vàng, tôi xin mấy cái bột vàng đó về, tôi bỏ vô cái chậu, rồi tôi lấy cái củng cây hành đó, củng củ hành đó, tôi bỏ vô, tôi bón phân, tôi tưới nước, tôi làm đủ thứ hết trơn, nhưng củ hành đó nó vẫn chết, nó không sống được. Nhưng ngược lại, tôi thấy như vậy thì không được, thì tôi lấy đồng, lấy sắt, tôi bỏ vô cũng không được. Như vậy tôi lấy cơm, lấy gạo, tôi bỏ vô, nó cũng không xong. Mà tôi lấy cát, tôi bỏ vô, cát là gần gũi đất nhất, mà nó cũng không ra. Làm thứ gì nó cũng không ra hết. Chỉ có đất thôi. Chỉ có đất mới có cái sự sống đó. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa. Ở trong đất nó là một nền tảng quan trọng, là bởi vì Chúa đặt nó, sự sống ở trong đó, để chuẩn bị, để chuẩn bị cho những gì sắp được dựng nên. Nên chúng ta tạ ơn Chúa khi đọc đến vả đất, là tự nhiên chúng ta thấy một cái tầm quan trọng rất lớn ở trong cái vấn đề này. Như đất cần chuẩn bị trước khi mình gieo, phải không? Mình cần chuẩn bị trước khi mình gieo trồng. Và đời sống của chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cẩn thận để đạt được những thành tựu mà mình mong muốn. Đây là cái hình ảnh mà bài học chúng ta học. Khi chúng ta nhìn vào đất, khi tôi cần phải trồng một cái cây gì đó để cái cây đó nó có kết quả, thì đất nó cần phải chuẩn bị, mình cần phải chuẩn bị một mảnh đất để mình trồng cái cây đó vào. Cho nên đây là một bài học cho chúng ta, cuộc sống của mình cũng vậy. Để đạt được điều này, để đạt được điều kia, chúng ta cần phải chuẩn bị, cần phải sửa soạn. Chúa chuẩn bị cho mọi sinh vật được dựng nên sau đó bằng đất. Bây giờ chúng ta cũng muốn để chuẩn bị cho một tương lai gì đó ở trong cuộc đời của chúng ta cũng phải sửa soạn và chuẩn bị đời sống của mình. Chúng ta cần phải đặt một nền móng, một vững chắc ở trong một cái gì đó. Và đất nó là một nền móng vững chắc, thì chúng ta cũng phải có một cái nền móng vững chắc để phát triển. Và đất là một nền móng vững chắc để cho mọi sinh vật khác tồn tại và phát triển, thì chúng ta cũng cần có một nền tảng vững chắc để chúng ta
tồn tại và phát triển. Và cái nền tảng vững chắc đó của chúng ta ngày hôm nay là ở đâu chúng ta đều biết, đó là ở trong Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Và điều này nó liên hệ gì đến cái văn hóa? Cái văn hóa nó như thế nào ở tại đây? Quý vị, nhiều nền văn hóa xem đất là một nơi được xem như là mẹ của mọi sinh vật. Đối với văn hóa đó, văn hóa họ xem đất là một nơi, nhưng đất được gọi như là mẹ của mọi sinh vật. Cho nên người Việt Nam mình có cái câu là đất mẹ đó. Nơi chôn nhau cắt rốn, đất mẹ của mình, trong văn hóa của mình gọi đất là đất mẹ. Hay là người nhiều văn hóa họ gọi là the mother, the earth mother, hay là the mother of earth gì đó. Cho nên hay là the mother of creature. Cho nên mình có những cái nền văn hóa như vậy. Và điều này nhắc chúng ta một điều, đó là gì? Về cái sự quan trọng chúng ta cần phải tôn trọng một người con, tôn trọng người mẹ của mình như thế nào, thì những sinh vật sinh tồn ở trên cái quả đất này, chúng ta cũng phải tôn trọng cái điều mà Chúa đã dựng nên. Nếu chúng ta không tôn trọng cái điều mà Chúa đã dựng nên, đó là quả đất, thì chúng ta tạo ra một cái gì đó, mình lạm dụng cái quả đất này, thì nó sẽ đi đến cái chỗ mang tai hại đến cho mình. Cho nên nếu chúng ta lợi dụng, có những người lợi dụng thiên nhiên, lợi dụng cái quả đất này để làm nên một cái gì đó ích lợi cho mình, lợi dụng quá thì nó sẽ mang lại một cái ảnh hưởng không hay. Có nhiều người thì chặt hết cây đi, để rồi cuối cùng lại bão tố, nước tràn, bao nhiêu thứ nó làm cho tiêu tan cái môi trường. Cái môi trường Chúa dựng nên, quả đất sẽ mang lại một cái gì đó tốt lành cho cái môi trường chung quanh chúng ta sống. Nhưng nếu chúng ta không coi trọng điều này, thì chắc chắn chúng ta sẽ mang lại một cái sự ảnh hưởng không tốt đến môi trường, đến sinh hoạt của chúng ta. Cho nên cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta nhận thấy được cái khía cạnh văn hóa và cái khía cạnh thần học và tâm linh thì sao? Đất được xem là biểu tượng của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Đất là sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Cho nên theo Kinh Thánh thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời tạo dựng nên đất từ cái chỗ hư không. Để làm gì? Để bày tỏ cho chúng ta biết một Đức Chúa Trời, quyền năng của Chúa làm được điều gì. Điều này cũng dạy chúng ta một sự về cái sự tuyệt đối của Đức Chúa Trời ở trong mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Và chúng ta thêm điều đó nó dạy chúng ta là gì? Khi chúng ta thấy được cái sự tuyệt đối của Đức Chúa Trời ở trong mọi khía cạnh của cuộc sống, có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi Chúa dựng nên quả đất đó và Chúa ban sự sống cho quả đất đó, và Chúa tạo nên sự sống ở trong quả đất đó, và quả đất đó nó cứ tự nhiên mà cái sự sống đó nó cứ dậy hoài. Cái hay đó là gì? Cái hay đó là cây này nó chết, cây kia nó chết, mà nó quả đất không bao giờ tiêu hết sự sống. Quý vị thấy đặc biệt không? Quả đất không bao giờ bị tiêu hết sự sống. Bao nhiêu ngàn năm không cần biết, bao nhiêu cái cây được dựng nên không cần biết, bao nhiêu thứ được sống và thu hút nước cái gì đó, hút hết sự sống ở trong quả đất, bao nhiêu không cần biết. Nhưng ngày này qua ngày kia, năm này qua năm nọ, từ đời này qua đời kia, hết cây này tới cây nọ, hết vườn này tới vườn kia, không bao giờ hết sự sống ở trong cái quả đất đó. Đặc biệt khi mình ngẫm nghĩ như vậy, mình thấy cái sự tuyệt đối, cái sự vĩ đại ở trong sự tạo dựng của Chúa ở mọi khía cạnh. Quý vị thấy đó, ở mọi khía cạnh của sự sống đều được tạo dựng một cách tuyệt đối ở trong cái quả đất này. Chúa ban cho cái sự sống nó nằm ở trong quả đất này một cách tuyệt đối. Không ai có thể lấy được sự sống nó ra khỏi quả đất cả. Dù chúng ta có làm gì đi nữa thì trong quả đất đó nó vẫn còn sự sống. Con người có hủy phá đến đâu, có tàn hại đến đâu, thì sự sống đó nó vẫn nằm ở trong cái quả đất đó. Đó là điểm đặc biệt. Cho nên tôi cảm ơn Chúa rằng khi nhìn vào cái chữ, đọc cái chữ vả đất, bắt đầu mình dừng lại, mình ngẫm nghĩ tại sao nó quan trọng thế.
Tại sao nó quá quan trọng đến cái mức độ mà nó phải bắt đầu ngay từ đầu như vậy? Cho nên khi đào sâu vô mình thấy, à, trong đất mà có một cái sự sống, mà sự sống hết sức là đẹp, tuyệt đối, không có ai làm gì để có thể, một không một thế lực nào, dầu có dội một quả bom một tấn đi nữa, dầu kể cả cái bom nguyên tử dội xuống đi nữa, thì sự sống ở trong đất nó vẫn còn. Quý vị dội một quả bom xuống chỗ đó, rồi đây, rồi thời gian cũng trồng trọt lại, nó vẫn có sự sống bình thường. Nó tuyệt vời như vậy đó. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, mọi khía cạnh của thẩm quyền của Chúa ở tại đây, chúng ta thấy nó đều liên quan đến cá nhân của mình. Mọi khía cạnh của cuộc đời của chúng ta, khi Chúa tạo dựng chúng ta nên một con người mới ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và Chúa nói gì? Không ai cướp nó khỏi tay ta. Thì thấy, không ai cướp nó khỏi tay ta, dầu sự chết cũng không lấy được cuộc đời của chúng ta ra khỏi sự sống đời đời mà Chúa đã dựng nên trong cuộc đời của chúng ta. Sự sống Chúa mang cho chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, đó là một nền tảng mà cho chúng ta sống cho đến đời đời. Đó là thẩm quyền của Chúa. Điều đó giúp chúng ta là gì? Trong mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta, chúng ta được lời Chúa khích lệ chúng ta hãy tin cậy hoàn toàn vào sự hướng dẫn của Chúa. Bài học này nhắc nhở chúng ta điều gì? Nhắc nhở chúng ta rằng mọi công việc và mọi thành tựu, mọi sự phát triển, chúng ta cần phải xây dựng trên một nền tảng vững chắc. Nếu chúng ta không xây dựng trên một nền tảng vững chắc và những chân giá trị vững chắc, thì tất cả những gì chúng ta xây dựng nên một lúc nào đó nó cũng sụp đổ và tàn lụi đi. Vì vậy, chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta thấy được một điểm, đó là chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một nền móng chắc chắn, một nền móng vững chắc, như Chúa đã chuẩn bị quả đất để xây dựng hay là dựng nên những sinh vật kế tiếp để tồn tại ở trên quả đất này. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta chắc chắn có những thử thách, nhưng khi chúng ta xây dựng lập nền ở trên một chỗ vững chắc rồi, thì tất cả những điều đó không làm cho chúng ta sụp đổ. Quý vị thấy biết bao nhiêu bão tố đánh vô đất này, rồi cuối cùng đất nó làm sao? Đất nó vẫn có sự sống để cho mọi vật nó sinh tồn. Đất nó vẫn còn sự sống để cho mọi thứ nó tồn tại. Nó vẫn là cái nơi vững chắc để cho mọi sự sinh vật nương cậy vào, nương dựa vào. Nên chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta là người tin Chúa. Chúng ta làm gì để có một cái nền tảng vững chắc đó? Quý vị nhớ Matthew đoạn 7 câu 24 Chúa dạy gì không? Matthew đoạn 7 câu 24, câu này ai cũng quen đó. Matthew đoạn 7 câu 24, nếu quý vị nào có xin nhờ quý vị đọc giùm. Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đầy thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá. Amen. Yeah. Yeah. Một người mà xây nhà trên vần đá, đó là một người khôn. Mà một người khôn là người như thế nào? Người khôn là người nghe lời Chúa và làm theo. Đó là người khôn. Cho nên thưa quý vị, cái người mà có một cái nền tảng vững chắc là cái người biết nghe lời Chúa và làm theo. Và khi mình nghe lời Chúa và làm theo, tự nhiên mình đang xây dựng một cái nền tảng vững chắc cho đời sống của mình. Vì vậy, khi chúng ta xây dựng cho mình một cái nền tảng vững chắc đó, và những gì chúng ta xây dựng ở trên đó, thì nó giống như một người xây nhà trên vần đá.
Và trong phần Kinh Thánh này cũng có nói đến những người xây nhà trên cát thì sao? Gió lay xô động thì nhà đó sẽ sập đi. Cũng giống như tôi đem một cái hũ cát, tôi trồng một cái củ hành vô, thì cái củ hành đó nó ngày này qua ngày kia thì nó khô dần và nó chết đi. Nhưng nếu mà tôi cúng một cái hũ đó mà tôi bỏ đất vô, tôi bỏ cái củ hành vô, thì củ hành nó từ từ nó xây, nó đâm rễ lập nền vững chắc và nó sống ở trong cái hũ bằng đất đó. Có nghĩa rằng là gì? Hũ đất đó có, nó là một nền tảng chắc chắn. Một nền tảng mà có sự sống mà Chúa đã đặt ở trong đó. Và cũng như chúng ta cũng vậy, chúng ta cần có một cái nền tảng có sự sống. Và cái nền tảng có sự sống đó, ấy chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy ai nghe lời của Đức Chúa Giêsu Christ dạy và làm theo, thì đó là lúc chúng ta trồng cái gì ở trên cái mảnh đất đó cũng đều thành tựu và có kết quả. Mà nếu không nghe mà không làm theo thì giống như một người lấy cái hũ cát trồng hoài mà nó cũng không có kết quả gì hết. Nên chúng ta tạ ơn Chúa. Đó là cái chữ vả đất đầu tiên mình học. Mình học cái chữ đất đầu tiên. Nó nói đến cho mình một bài học đầu tiên là một nền tảng chắc chắn. Và đó là cái chỗ mà chúng ta cần có để xây dựng mọi thứ lên. Một sự chuẩn bị quan trọng, đó là đất, để cho mọi sinh vật khác nó được tồn tại ở trong chỗ này. Nên cảm ơn Chúa. Cái điểm thứ nhì mà chúng ta học đó là gì? Vả đất là vô hình và trống không. Bây giờ tôi đặt ba cái vấn đề nữa để quý vị và tôi cùng suy gẫm, giống như cái chỗ đất vậy đó. Quý vị nghĩ gì khi nghe đến cái cụm từ vô hình và trống không? Quý vị nghĩ gì? Khi nghe đến cái cụm từ vô hình và trống không, chúng ta nghĩ gì? Không có gì hết. Không có gì hết. Yeah. Dạ. Cụm từ vô hình và trống không. À. Không có gì hết. Tức không. Dạ. Yeah. Rồi làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra một trật tự từ sự hỗn độn ở trong cuộc sống của mình? Khi tôi đặt cái câu hỏi này là quý vị biết cái câu trả lời trước đó là gì rồi ta? Tại sao quý vị nghĩ gì khi nghe đến cái cụm từ vô hình và trống không? Ở trong nguyên ngữ của cái chữ vô hình và trống không này đó, nó nói đến một cái sự hỗn loạn, hỗn độn. Một cái sự hỗn độn mà trong đó nó không có cái hình thể gì hết. Nó không có cái hình thể gì ở trong cái sự hỗn độn đó cả. Cho nên vả đất lúc bây giờ nó chỉ là một cái sự hỗn độn và vô hình, không có, nó nói đúng là không có cái gì ra cái gì. Nó vậy, nó theo tiếng Việt của mình là không có cái gì ra cái gì cả. Không biết cái gì ra là cái gì hết. Nó không có hình dạng gì hết trơn để mình biết cái đó là cái gì. Nhưng mà nó là một sự hỗn độn. Trong nguyên ngữ của nó nói đến một sự hỗn độn. Cho nên cái cụm từ này cho chúng ta thấy rằng nó là một sự hỗn độn. Nó là một sự vô định. Vô định là hoàn toàn formless and empty. Nó không có một cái hình dạng, nó không có một cái trạng thái nào, nó không có một cái trật tự nào, nó không có một cái mục đích nào cả. Nó cứ hỗn độn, một mớ hỗn độn chẳng có mục đích gì hết. Một mớ hỗn độn không có trật tự gì hết. Một mớ hỗn độn không có một cái thứ tự trước sau gì cả. Một mớ hỗn độn không có một tình trạng, không có một hình dạng. Thưa quý vị, cái cụm từ này cho chúng ta thấy cái trạng thái ban đầu của quả đất
của đất. Nó là một sự hỗn độn và trống rỗng, không không có một cái mục tiêu gì cả. Và điều này nó nhắc nhở chúng ta cần sự cần thiết của một sự sáng tạo và một sự thiết lập nào đó, một sự tổ chức nào đó. Trong cái hỗn độn đó, trong cái lộn xộn đó, trong cái không có ra gì đó, không có cái gì ra cái gì hết, nó trống lỏng và nó cũng một phần thì trống lỏng, một phần thì nó không có hình dạng gì hết. Cho nên điều này nó dẫn đến nó cần một cái gì đó, cần một sự sáng tạo, cần một sự thiết lập, cần một sự tổ chức, cần một sự sắp xếp nào trở lại. Vì vậy, một lần nữa nhìn thẳng vào cuộc sống của mình. Cuộc sống của chúng ta có thể bắt đầu bằng sự hỗn loạn, hỗn độn. Nhưng ở trong sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể tạo ra một trật tự và có một mục đích ở trong cuộc sống. Ở tại chỗ này, tại sao tôi nói như vậy? Là bởi vì vả đất vô hình và trống không, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Như vậy khi mình học câu 1 và câu 2, tới bây giờ mình thuộc hai câu rồi phải không? Ít nhất mình thuộc được hai câu Kinh Thánh rồi nè. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, phải không? Vả đất vô hình và trống không, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Thế là mình thuộc được hai câu Kinh Thánh rồi, thuộc lòng luôn rồi đó. Cho nên từ chỗ này mình trở lại chỗ này đó. Và cái sự vô hình và trống không đó, nó nói đến một cái sự hỗn loạn, một cái sự hỗn độn, một cái sự không có trật tự. Nhưng tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa đó là gì? Tạ ơn Chúa, Ngài đã vận hành. Tí nữa mình học cái phần sau để mình thấy rằng là có một cái sự trật tự nó được thiết lập sau đó. Chúng ta áp dụng ngay vào cuộc sống của mình. Cuộc sống của chúng ta sẽ gặp nhiều hỗn độn, chắc chắn có. Nhưng với sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tạo ra một trật tự và có mục đích cho từng cuộc đời của chúng ta. Điều này giúp chúng ta làm gì? Khi gặp những cái hỗn độn đó, chúng ta dễ ngã lòng. Nhưng khi ở trong sự dẫn dắt của Chúa, những cái mớ lộn xộn hỗn độn đó nó sẽ được giải quyết. Không nản lòng, không nhìn những khó khăn đó mà ngã lòng. Một mớ hỗn độn đó nó sẽ được trật tự và nó sẽ được sắp xếp trở lại ở trong thẩm quyền của Chúa. Nhưng vấn đề là chờ đợi chút xíu. Bây giờ nó đang hỗn độn đó, để thần của Đức Chúa Trời vận hành qua, thì mọi sự hỗn độn đó nó trở nên một nền tảng vững chắc cho mọi sự tồn tại sau đó. Tôi lặp lại. Khi thần của Đức Chúa Trời vận hành qua, thì mọi sự hỗn độn đó nó sẽ trở nên trật tự và trở nên một nền tảng vững chắc cho tất cả mọi sinh vật tồn tại ở trên đó. Chính cuộc sống của chúng ta dầu bao nhiêu hỗn độn không thành vấn đề, nhưng hãy để thần của Đức Chúa Trời, hoặc là khi thần của Đức Chúa Trời vận hành qua cuộc đời của chúng ta, thì mọi sự hỗn độn đó sẽ được sắp xếp lại đúng với mục đích của nó. Mọi sự hỗn độn ở trong cuộc đời của chúng ta, ở trong gia đình của chúng ta, ở trong hội thánh của chúng ta, ở trong tổng hội của chúng ta, ở trong giáo hội của mình, nó sẽ được sắp xếp lại một cách trật tự và nó nằm đúng cái mục đích của nó, hầu cho nó giữ sự tồn tại của mọi sinh vật ở trên đó. Chúng ta sẽ tồn tại trong chỗ đó, và gia đình chúng ta sẽ tồn tại trong chỗ đó, hội thánh chúng ta sẽ tồn tại trong chỗ đó, giáo hội chúng ta sẽ tồn tại trong cái chỗ mà khi Chúa vận hành qua những sự hỗn độn của cuộc đời mình.
Chúng ta cảm ơn Chúa. Đối với văn hóa lúc bây giờ, đối với văn hóa thì như thế nào? Trong văn hóa Á Đông của mình đó, trong triết học, đặc biệt ở trong triết học của người Trung Hoa đó, nó cũng nói đến một cái trạng thái hỗn độn cái lúc ban đầu này. Ở trong văn hóa của người Trung Hoa, nó cũng nói đến cái sự hỗn độn này. Cái sự hỗn độn này trong tiếng Trung Hoa nó gọi là hân đinh. Nó diễn tả một cái sự hỗn độn của tình trạng ban đầu của thế giới. Cho nên thưa quý vị, tất cả những điều này nó đâu đó nó có liên quan đến đến nền văn hóa. Và thưa quý vị, ở trong cái chỗ đó nó diễn tả được cái sự hỗn độn đó là phần không thể thiếu trong cái quá trình của sự sáng tạo của Chúa. Cho nên khi Chúa tạo dựng nên thì cái sự hỗn độn đó nó nằm ở đó. Và bởi quyền năng của Chúa cho nên sự hỗn độn đó nó trở nên trật tự. Điều này cho chúng ta thấy là gì? Khi Chúa vận hành qua thì từ hỗn độn trở nên trật tự, từ vô hình trở nên hữu hình, từ hư không cho đến tồn tại, có sự sống. Tôi lặp lại, khi thần của Đức Chúa Trời vận hành qua thì từ một mớ hỗn độn đó nó trở nên trật tự. Từ một cái chỗ vô hình không có gì hết, formless, trở nên hữu hình. Từ một cái chỗ hư không trở nên có cái sự sống và có sự tồn tại. Cho nên ở trong cái tiếng Anh nó cho mình thấy rằng gì? Nó có một cái sự transit, có một cái sự hoán chuyển, chuyển đổi. Nó chuyển đổi từ from chaos cho tới to order, from formless cho tới tangible, from nothingness to existence. Cho nên ở trong cái cụm từ, những cái điều này nó liên quan đến văn hóa và nó liên quan đến cái thần học ở chỗ này. Cho nên tại chỗ này, trong cái sự tạo dựng đó của Chúa, thì khi thần của Đức Chúa Trời đi qua thì bao nhiêu cái hỗn độn đó nó trở nên trật tự, bao nhiêu cái không có đó, hư không, vô hình đó nó trở nên hữu hình, và bao nhiêu cái gọi là hư không đó không ra gì đó, không có chi ra chi đó, nó trở nên tồn tại một cách đặc biệt. Cho nên khi nói đến một khía cạnh của thần học và tâm linh thì sự hỗn độn và trống vắng nó nói đến một đời sống không có Đức Chúa Trời. Một gia đình hỗn độn và một gia đình trống vắng là cho thấy đó là một gia đình không có sự tồn tại của Đức Chúa Trời ở trong đó. Một cuộc đời trống vắng cô đơn, một cuộc đời trống vắng mà đầy dẫy sự hỗn độn ở trong đó là nói đến một cuộc đời chưa có sự vận hành của Chúa, thần của Chúa. Một gia đình hỗn độn, một hội thánh tùm lum lộn xộn, một hội thánh trống rỗng, không có một nền tảng gì hết, cho chúng ta thấy là một nơi không có Đức Chúa Trời. Một hội thánh không có trật tự từ trên xuống dưới, mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy bày tỏ, cho thấy một nơi đó xác thịt và con người chứ không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và chỉ khi nào Ngài can thiệp vào thì cái sự can thiệp đó của Chúa thì sự trật tự nó mới được tạo ra. Thì cuộc sống của chúng ta mới bắt đầu có ý nghĩa. Khi thật sự Chúa can thiệp vào cuộc đời của mình thì mọi cái hỗn độn đó nó trở nên trật tự và có mục đích của nó. Sao điều này nhắc nhở chúng ta rằng ngoài Đức Chúa Trời ra, cuộc sống của chúng ta
sẽ rơi vào một tình trạng hỗn độn và vô nghĩa. Tôi xin lỗi mà nói điều này. Đối với những người chưa tin Chúa, quý vị có thể giọng tôi. Quý vị có thể nghe lại ở trên YouTube, trên Facebook, quý vị có thể giận tôi chỗ này. Nhưng không sao, quý vị có thể giận tôi sao cũng được, xách súng bắn tôi cũng không sao cả. Nhưng mà một điều chắc chắn, đó là ngoài Đức Chúa Trời ra, cuộc sống của chúng ta chỉ là một mớ ở trong cái chỗ tình trạng hỗn độn và vô nghĩa. Chúng ta cần phải tìm kiếm Đức Chúa Trời, tìm kiếm đấng tạo hóa để hướng, để được hướng dẫn, để được chỉ tỏ, để biết được ý muốn, để biết được ý nghĩa của cuộc đời như thế nào ở tại đất này. Cho nên chúng ta cả tạ ơn Chúa không chỉ tại đất này mà thôi, nhưng nó là một sự sống tồn tại đến đời đời. Vì vậy cái bài học quý giá cho chúng ta ở đây là sự cái tầm quan trọng về trật tự, tổ chức và kiên nhẫn ở trong cuộc đời của chúng ta. Nếu không kiên nhẫn thì sẽ làm cho tổ chức đó nó lộn xộn. Mà nếu tổ chức nó lộn xộn thì trở lại cái hỗn độn của ban đầu, thì chúng ta sẽ thấy một đời sống buồn rầu rủ rỉ, râu ria ra rậm rạp, rờ răng răng rụng, rờ rung 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 rinh, rầu rỉ râu ria ra rậm rạp, rầu dữ lắm. Cho nên sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời sẽ biến đổi mọi sự hỗn độn đó thành trật tự và có mục đích, và giúp chúng ta vượt qua những cái giai đoạn khó khăn ở trong cuộc đời của mình, và hầu cho chúng ta có bước qua một cái giai đoạn phát triển mà phát triển mạnh mẽ. Ma quỷ nó đến, nó cướp phá, nó hủy diệt, nhưng Chúa đến để ban cho sự sống và sự sống sung mãn. Chúng ta sẽ đi qua những cái giai đoạn của bị cướp phá, của hủy diệt, nhưng dầu cho bị cướp phá, dầu cho bị hủy diệt đi nữa, khi chúng ta ở trong Chúa, ở dưới sự dẫn dắt của Chúa, ở trong cánh tay của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy trật tự, chúng ta sẽ thấy mục đích, chúng ta sẽ thấy ý nghĩa, và chúng ta sẽ thấy một nền tảng vững chắc để chúng ta xây dựng cuộc đời của chúng ta, vượt qua những khó khăn và tiếp tục lớn lên và phát triển trưởng thành ở trong những ngày chúng ta sống tại đất này, đặc biệt ở trong đức tin của mình. Cho nên một người nào có thể giúp tôi đọc Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 câu 33, câu này mình đọc mấy tuần nay, mấy hôm nay đó. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14 câu 33. Câu này dạy điều gì? Có vi hồ đọc giùm được không? Hồi nãy đọc mà đọc không được đó, bây giờ đọc giùm. Dạ. Và Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả hội thánh của các thánh đồ. Dạ, yeah, câu 33. Dạ, Chúa rồi. Của mình là Đức Chúa Trời như thế nào? Trật tự, bình an, chứ không phải lộn xộn. Bởi vì cái lộn xộn ngay ban đầu Chúa đã làm cho nó hết lộn xộn rồi. Một mớ hỗn độn đó, một mớ tùm lum đó, Chúa đã làm cho nó trở nên trật tự rồi. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa. Chúa của mình là Chúa trật tự. Vì thế chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta sống trong trật tự. Cảm ơn Chúa. Cái điểm thứ ba mà mình học ở đây là gì? Bóng tối trên mặt vực. Bóng tối trên mặt vực. Vả đất vô hình và trống không, và bóng tối trên mặt vực. Bóng tối trên mặt vực có nghĩa là gì? Ở đây bóng tối tượng trưng cho điều gì ở trong cuộc sống của chúng ta?
Ở đây có ai sợ bóng tối không? Có lỗi. Dạ. Bóng tối tượng trưng cho điều gì trong cuộc sống của mình? Tội lỗi kia. Điều ác. Ừ. Bóng tối tượng trưng cho điều ác. Rồi gì nữa? Bóng tối là gì nữa? Làm thế nào để chúng ta tìm thấy ánh sáng trong những lúc tối tăm nhất? Chúa Giêsu là người sáng. Chúa Giêsu là sự sáng. Dạ. Tiếp nhận Chúa Giêsu là sự sáng. Dạ. Yeah. Vai trò của bóng tối trong cái quá trình phát triển cá nhân tâm linh của và tâm linh của chúng ta như thế nào? Vai trò biến đổi. Vai trò của bóng tối là gì trong quá trình phát triển cá nhân và tâm linh của mình? Khi đặt cái câu này thì hơi hơi khó suy nghĩ phải không? Vai trò gây phá hoại, không muốn chúng ta yêu mến Chúa. Trở lại câu hỏi đầu tiên, bóng tối tượng trưng cho điều gì trong cuộc sống của chúng ta? Hận thù, ghen ghét. Yeah. Bóng tối tượng trưng cho những khó khăn, những thử thách, những giai đoạn khó khăn khi chúng ta đối mặt với nó. Nó cũng là những sự lo sợ. Bóng tối đại diện cho một tương lai tối tăm, không biết chuyện gì xảy ra. Tối đen, tối mịt. Làm thế nào để chúng ta có thể thấy, tìm thấy được ánh sáng trong những lúc tối tăm nhất? Chúng ta đến với Chúa. Chúa ban cho chúng ta. Và Chúa ngự trị. Chúng ta thấy bóng tối trên mặt vực. Mình có thấy bóng tối trong cuộc đời của mình không? Bóng tối nó ở đâu đó trong đời sống. Sometimes. Thưa quý vị, làm thế nào để chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng trong những lúc tối tăm nhất của cuộc đời mình? Đó là những câu hỏi tôi đặt ra để mình suy gẫm. Chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng bằng cách là gì? Giữ niềm tin của mình đúng không? Người này người kia sẽ trả lời như vậy. Đặt niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời. Tìm kiếm sự hướng dẫn từ nơi Chúa để bước ra khỏi bóng tối đó phải không? Hay là tìm đến gia đình của mình để bước ra khỏi những cảnh tối tăm của mình phải không? Nhờ vả vào bạn bè hay là một cộng đồng đức tin để tìm những cái lối thoát ra khỏi những ngày của tăm tối mình đúng không? Từ từ chúng ta sẽ thấy vấn đề. Bóng tối giúp chúng ta học cái gì? Học được điều gì? Vai trò của bóng tối trong đời sống của mình là gì? Đôi khi nó cũng cần chứ không phải không cần đâu nha. Bóng tối nó cũng cần lắm á. Đi ngủ. Để ngủ. Tắt đèn tối ngủ mới ngon à. Ngủ không sợ ma không? Tắt đèn không? Đôi khi bóng tối nó dạy chúng ta sự kiên nhẫn nữa đó. À, quý vị nhớ cái câu mà nếu mà cái này nó cũng liên hệ đến văn hóa này nghe. Ánh sáng cuối đường hầm nó cũng liên hệ đến, nó liên quan đến cái văn hóa đó. Nó là một cái nền văn hóa ánh sáng cuối đường hầm, một cái câu chuyện gì đó ở đâu đó quý vị. Hình như câu chuyện ở... nó thuộc về văn hóa Tây phương đó mà tôi không nhớ câu chuyện đó như ở đâu. Nhớ câu chuyện ánh sáng cuối đường hầm. Có nghĩa là ánh sáng cuối đường hầm có nghĩa là mình đang ở trong cái gì? Bóng tối. À, trong bóng tối à. Mình đang hy vọng một cái gì đó ở cuối đường hầm đó. Có một ánh sáng nào đó, nó sẽ, cái vai trò của bóng tối đôi khi nó cũng đóng vai trò để tạo nên một sự kiên nhẫn chờ đợi gì đó trong đời sống của mình, chứ không phải là khi nói đến bóng tối là điều xấu hết đâu đó.
Nên tôi chỉ gợi ý một vài điểm để chúng ta thấy như thế nào cái bóng tối này là nằm trên mặt vực như thế nào. Bóng tối nó giúp chúng ta làm gì? Bóng tối giúp chúng ta trân trọng cái gì? Ánh sáng. Đúng không? Mình ở trong bóng tối mình quý ánh sáng lắm à. Nhất là những người nào bị giam trong ngục tối đó, cả khi ra ánh sáng vui lắm à, mừng lắm mà. Mà mình ở mình lạ lắm, mình được tạo dựng nên nó không ở trong bóng tối được nha. Khi mình ở trong bóng tối thời gian mình chịu không nổi. Tối ngủ tắt đèn vậy thôi chứ thật ra mình chỉ ở trong bóng tối mình chịu không nổi. Nhưng mà bóng tối đôi khi nó giúp mình không những kiên nhẫn mà nó còn tạo nên cho mình một cái cảm nhận, cái tâm lòng, cái trạng thái là trân quý cái ánh sáng của mình đang có. Cho nên một vài cái tư tưởng như vậy để mình bắt đầu đi vô cái bài học của mình ở đây, bài học thứ ba đó là gì? Đó là bóng tối là những hình ảnh của những sự thử thách, những khó khăn trong cuộc đời của mình. Khó khăn, những thử thách trong cuộc đời của mình nó không phải là tệ, tiêu cực hết đâu. Nó vẫn là có những cái tích cực ở trong cái vai trò của nó. Tuy nhiên, nó có thể, bóng tối nhắc nhở chúng ta rằng ánh sáng của Đức Chúa Trời luôn luôn ở gần và sẵn sàng chiếu sáng và hướng dẫn từng cuộc đời của chúng ta. Vả đất là vô hình và trống không. Và bóng tối làm gì? Bóng tối trên mặt vực. Cho nên mình cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ mình ở chỗ này để chúng ta học một bài học ở đây. Bóng tối nó luôn hiện diện ở đó. Bóng tối nó đang nằm trên trên mặt vực đó, nó đang hiện diện ở đó. Nó là đại diện những cái thử thách ở trong cuộc đời của mình. Có nghĩa là cuộc sống của chúng ta luôn có thử thách, cuộc sống của chúng ta luôn có những cái giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, nó nhắc nhở chúng ta rằng ánh sáng của Đức Chúa Trời cũng đang sẵn sàng, luôn luôn hiện diện ở đó, đang sẵn sàng để chiếu sáng và hướng dẫn cuộc đời của chúng ta khi chúng ta bước qua cái phần được gọi là thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Nên chúng ta cảm ơn Chúa. Ánh sáng nhắc nhở, bóng tối nhắc nhở chúng ta rằng ánh sáng của Chúa đâu đó. Khi chúng ta ở trong những bóng đêm của cuộc đời mình, chúng ta nên nhớ rằng ánh sáng của Chúa đâu đó, sẵn sàng để chiếu vào cuộc đời của chúng ta. Ánh sáng của Chúa sẵn sàng chiếu vào hoàn cảnh của chúng ta. Ánh sáng của Chúa sẵn sàng chiếu vào cái nơi tăm tối của chúng ta. Cho nên, cầu nguyện sẵn hiểu được điều đó trong cuộc đời của mình. Bởi vì trong văn hóa Tây Phương có cái câu, có một câu chuyện như tôi nói nãy đó, là ánh sáng cuối đường hầm. Ánh sáng cuối đường hầm nó là biểu tượng cho sức mạnh và cái hy vọng của chúng ta. Khi chúng ta ở trong bóng tối đó mà chúng ta nhìn thấy một ánh sáng cuối đường hầm đó, có nghĩa rằng là khi chúng ta ở trong những hoàn cảnh khó khăn, tối tăm, những cái con đường dường như không có lối thoát của mình, chúng ta nên hiểu rằng chúng ta có một hy vọng phía trước đó. Chúa của chúng ta đang chờ chúng ta đó. Chúa của chúng ta đang sẵn sàng chờ đón chúng ta đó. Ngài làm tất cả mọi sự, Ngài sẵn sàng làm tất cả mọi sự để mang lại cho chúng ta một ánh sáng, hầu cho chúng ta bước ra khỏi những khó khăn đó ở trong cuộc sống của mình. Thưa quý vị, ở khía cạnh thần học và tâm linh đó, bóng tối ở trên mặt vực đó nó biểu hiện cho sự vắng mặt hay là không có sự hiện diện của ánh sáng và sự sống. Bóng tối trên mặt vực nó biểu hiện hay là nó nói lên một cái sự thiếu vắng sự sống, thiếu vắng sự ánh sáng. Cho nên khi thần của Đức Chúa Trời
vận hành qua. Khi thần của Đức Chúa Trời bắt đầu vận hành qua thì Ngài mang lại ánh sáng và Ngài mang lại sự sống. Vì thế chúng ta tạ ơn Chúa ở trong cuộc đời của mình. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể chiếu sáng mọi góc tối nhất ở trong cuộc đời của chúng ta. Cái khía cạnh nào đó tối tăm nhất trong cuộc đời của chúng ta đó, thì chỉ có Đức Chúa Trời mới chiếu sáng vào đó được, mới làm cho chỗ đó trong cuộc đời của chúng ta tươi sáng lên và bắt đầu có sự sống và niềm hy vọng nó bắt đầu đến ngay trong chỗ tuyệt vọng của mình. Ngay trong chỗ chúng ta tuyệt vọng nhất, ngay trong chỗ chúng ta tối tăm nhất, ngay chỗ chúng ta không có lối ra nhất, thì ngay trong chỗ góc tối nhất đó của cuộc đời của chúng ta, thì chính Đức Chúa Trời, và chỉ có Đức Chúa Trời, chỉ có thần của Ngài đi qua, thì mọi chỗ đó nó trở nên sáng và sống. Hai cái chữ sáng và sống khi Đức Chúa Trời đi qua cuộc đời của mình. Chúng ta cần phải đặt niềm tin của chúng ta vào sự can thiệp của Chúa liên tục. Cứ lặp lại. Chúng ta cần phải đặt niềm tin của chúng ta vào sự can thiệp của Chúa liên tục để chúng ta tìm thấy ánh sáng và sự hướng dẫn của Chúa cho đời sống của mình. Tôi lặp lại. Chúng ta cần phải đặt niềm tin của chúng ta, sự tin cậy của chúng ta vào trong sự can thiệp của Đức Chúa Trời, để tại chỗ đó Ngài sẽ chiếu sáng chúng ta. Và chỉ có Đức Chúa Trời mới chiếu sáng vào cái chỗ tối tăm nhất của cuộc đời mình, để mang cái hy vọng đến chỗ thất vọng. Cảm ơn Chúa. When the Holy Spirit, the Spirit of God, begin to move, He bring the light and the new life. Và chúng ta cảm ơn Chúa tại chỗ này nhắc chúng ta là gì? Only God can illuminate the darkest corner of our life. Để tại chỗ đó mọi sự sáng của Chúa chiếu vào trong cái chỗ darkest corner của cuộc đời của chúng ta. Cái chỗ tối tăm nhất của cuộc đời mình, Chúa sẽ mang sự sáng đến. Bài học này nhắc nhở chúng ta qua những cái giai đoạn của cuộc sống, qua những cái giai đoạn mà bóng tối nó nằm trên mặt vực đó, qua những cái giai đoạn cuộc đời của chúng ta hoài dường như tối tăm, khó khăn, không có lối thoát. Nhớ rằng ánh sáng của Đức Chúa Trời luôn luôn tồn tại ở đó. Chúng ta chưa thấy ánh sáng không có nghĩa là không có ánh sáng. Ánh sáng đang tồn tại ở đó. Và Chúa sẵn sàng mang lại hy vọng cho chúng ta, mang lại niềm vui cho chúng ta, mang lại sự sáng cho chúng ta. Sự tin cậy vào Chúa giúp chúng ta vượt qua những thử thách và tìm ra một hướng đi đúng đắn cho mình. Chúng ta sẽ không lầm lạc, nhưng mà bởi vì sự tin cậy của chúng ta nơi Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua mọi sự thử thách ở trong cuộc sống của mình. Quý vị thuộc cái câu mà Thi Thiên 23 câu 4 không? Quý vị thuộc câu Kinh Thánh đó không? Thi Thiên 23 câu 4 nói gì? Những tôi đứng mé nước. Dạ không, cái đó câu 2. Những tôi đứng mé nước bình tĩnh. Cái đó câu 2 đó. Còn câu 4 nói gì? Dầu tôi đi. Dầu khi tôi đi qua trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Amen. Cái chỗ mà gọi là darkest corner of our lives, thì dầu cho gọi là đi, khi đi trong trũng bóng chết, mình chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở với mình. Và cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên cảm ơn Chúa, thưa quý vị, khi mà bóng tối nó vận hành ở đâu đó trong cuộc đời của mình,
Hãy nhớ nghe, hãy nhớ, thần của Đức Chúa Trời cần phải vận hành qua cuộc đời của chúng ta. Cái phần cuối cùng mình học với nhau đó là thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. À, tôi trông đợi cái điều này. Như vậy, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước nói đến điều gì? Quý vị cảm nhận như thế nào khi sự hiện diện của thần Đức Chúa Trời trong cuộc đời, cuộc sống của chúng ta hàng ngày? Vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối trên mặt nước, trên mặt vực, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Chúng ta cảm nhận như thế nào khi trong cái chỗ tâm tối hỗn loạn đó, thần của Đức Chúa Trời vận hành đi qua, thì chúng ta thấy sao? Cái cuộc sống chúng ta được sống động, được vui vẻ trở lại. Yeah. Được trở lại tốt. Cảm ơn Chúa. Dạ, kính mời bà Loan. Dạ, thưa mục sư, cho tôi hỏi. Yeah. Ở đâu có nước, ở đâu có đó? Dạ, chỉ nước nó thì nó theo trong thành phần hóa học là nó kết hợp với hai yếu tố là hydrogen và oxygen, H2O. Thì bây giờ cái nước vận hành trên mặt nước, cái đó là điều tôi thắc mắc. Dạ. Như vậy là gai từ buổi sáng thế từ đầu có nước ở trong cái khoảng không đó. Dạ, tôi xin hỏi. Dạ, bây giờ mình sẽ tìm một câu trả lời cho cái câu trả lời đó ha. Bây giờ quý vị nào trả lời giùm nước ở đâu ra? Nước ở đâu đây? Nước tạo thành bởi không khí. Dạ. Yeah. Quý vị giúp giùm tôi đi, tôi là bí rồi đó. Phải trong sáng thế ký đầu 2 không? Đặt không có hình dạng và trống không. Bóng tối bao trùm mặt các mặt vật, bao trùm mặt vật. Nghĩa là trước khi đó là không có gì hết. Nhưng mà từ khi mà Chúa tạo dựng ra nó mới có những cái nước đó, phải không sư? Dạ. Nước ở trong mây, nước ở trong mây. Giống như nếu mà hỏi câu đó thì giống như hỏi lúc đó chưa cái có con gà đẻ trước hay là cái trứng ra trước. Dựng hành trên mặt nước. Dạ. Thành ra còn ai giúp đỡ nữa không? Không có đất mà chỉ có nước thôi, chỉ có nước bao trùm thôi. Tại vì mặt chỉ có lúc đó là không có một miếng đất mà còn có nước, mà lúc mà chưa làm ra mới có đất và có nước. Lúc đó trống không mà đâu có gì đâu. Một câu sáu hôm xưa có nói Đức Chúa Trời lại phán rằng phải có một khoảng không ở giữa nước, đặng phân rẽ nước cách với nước. Rồi khoảng không ở giữa nước rồi. Dạ, như vậy là nước nước có sẵn hả? Phải không sư? Dạ. Nước có sẵn phải không? Nước có sẵn rồi phải không? Không. Khoảng không có giữa phân rẽ nước với cách với nước có hai cái. Đúng không mà. Dạ, thưa quý vị, cái câu ở trong cái chỗ, trong cái câu này đó, cho chúng ta thấy đó, nước nó là một cái tình trạng ban đầu của cái vũ trụ. À, cho nên nó là tình trạng ban đầu của vũ trụ, và nước nó là một cái sự hỗn loạn, nó hỗn loạn, hỗn độn ở tại đây. Cho nên khi nói đến nước ở chỗ này đó, là nó là tình trạng ban đầu của vũ trụ trước khi Đức Chúa Trời bắt đầu phân chia và tạo ra cái hình dạng của nó. Cho nên nó là tình trạng ban đầu, nó là như vậy, nó hỗn loạn, nó hỗn độn. Tại vì cái chữ nước ở trong nguyên ngữ này đó là nó là một sự hỗn độn. Chứ không phải nước ở đây là cái nước như mình có cái nước hiện tại.
Cái nước hiện tại mình múc lên mình uống. Nhưng mà cái nước này là cái nước nó không có một cái form và nó cũng không có cái gì hết. Và nó chỉ là được gọi là nước nó là tình trạng ban đầu của cái vũ trụ trước khi nó được hình thành và nó đã được form vô. Cái lúc mà Chúa dựng nên những cái bước kế tới đó thì bắt đầu nước nó đi vô cái phần của nó. Chúa đưa nó vô, nó bắt đầu nó mới thành nước. Nó bắt đầu nó thành nước ở trong cái hình dạng của nước. Chứ bây giờ nước lúc bây giờ nó không có cái form gì hết trơn á. Nó hoàn toàn formless. Cho nên ở chỗ cái formless đó thì Chúa bắt đầu vận hành qua thì nước đó nó trở thành nước như cái form nước mình đang có hiện tại, cái hình dạng nước mình đang có. Còn nước lúc bây giờ, cái chữ này ở trong nguyên ngữ nó diễn tả một cái sự hỗn độn. Nó hỗn độn và nó không ra thể thống gì hết trơn á. Nó tùm lum vậy đó. Cho nên cái chỗ mà khi thần của Đức Chúa Trời vận hành lên thì nó bắt đầu nó thành cái form của nước, cái hình dạng của nước như mình thấy nước trong thời điểm của chúng ta hiện tại. Cho nên mình đi xa hơn một chút nữa để mình thấy cái vấn đề, cái văn hóa nó liên hệ đến cái văn hóa đó. Trong văn hóa Hebrew đó, nước thường xem là một biểu tượng của sự hỗn loạn. Hỗn loạn và nước được coi như là một cái biểu tượng của nguy hiểm, của sự nguy hiểm và hỗn loạn ở trong đó. Cho nên đối với văn hóa người Hebrew, khi văn hóa cổ đó, khi nói đến nước là cái chỗ đó. Vì vậy khi thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước đó, để thấy rằng cái quyền năng của Chúa biến đổi cái sự hỗn loạn thành trật tự và tạo ra sự sống. Cho nên trong nước nó có sự sống, phải không? Trong nước nó có sự sống. Và sự sống ở trong nước chỉ dành cho những cái vật nào đặc biệt thôi. Chúng ta bỏ xuống đất thì chúng ta chết, nhưng chúng ta uống nước thì chúng ta sống. Chúng ta không có nước thì chúng ta chết. Con người, cơ thể của chúng ta là bao nhiêu phần trăm nước? Quý vị giỏi về khoa học nè. Cơ thể chúng ta bao nhiêu phần trăm nước? Cô Thủy Nguyễn ở Sacramento. Cô Hà? 70%. 70% nước. Cho nên không có nước con người mình nó ngủm. Giàu cho giàu sang phú quý như thế nào, không có nước là chết. Quý vị nhớ câu chuyện mà cái ba điều ước của cái anh chàng tham lam không? Ông tiên cho nói là câu chuyện cổ tích thôi nghe, chứ không phải có thiệt. Ông tiên nói giờ cho ba điều ước. Ông ước cái gì? Hai điều hay ba điều? Hai điều chứ hả? Hai điều ước, ước cái gì? Ước bây giờ đụng cái gì cũng thành vàng hết đó. Rảnh đụng vô cái gì cũng thành vàng, đụng vô đồ ăn cũng thành vàng, đụng vô nước, nước cũng thành vàng trở. Uống không được, khát nước, đói. Cuối cùng được điều ước thứ hai là ước lại, trở lại bình thường, cái hết hai điều ước. Cho nên cuối cùng lại là con người của mình không thể thiếu nước được. 70% con người mình cần nước, nó là nước ở trong đó. Cho nên cái Chúa dựng nên, Chúa tạo nên, khi quyền năng của Chúa đi qua thì một mớ hỗn độn đó nó trở nên trật tự và nó tạo ra sự sống, nó có sự sống ở trong đó. Và điều này cho chúng ta thấy nước là nguồn sự sống. Nó là nguồn sự sống cho hầu hết rất nhiều thứ ở trong sinh vật ở trên đời này, ở trên đất này. Nước được xem như là nguồn gốc của sự sống, nhưng nó cũng biểu hiện cho sự hỗn loạn và sự thay đổi. Nước nó là vậy. Ở trong cuộc sống của mình cũng thấy điều này rất là rõ. Nước nó thay đổi liên tục, phải không? Nó lên, nó xuống,
nó lượn chỗ này, nó cong chỗ kia, nó chảy vô chỗ nọ. Có một lúc thì nó không có, một lúc thì nó có, một lúc thì nó trong, một lúc thì nó đục. Từ thể 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 khí, thể lỏng, ừ, thể hơi. Qua thể rắn. Dạ, thể rắn. Ừ. Cho nên mình cầu nguyện xin Chúa thương đến chúng ta để chúng ta thấy rằng cuộc đời của chúng ta là một mớ hỗn loạn đó. Nếu thần của Đức Chúa Trời không thật sự vận hành trên đời sống của chúng ta. Về phía diện, phương diện thần học và tâm linh, sự vận hành của thần Đức Chúa Trời trên mặt nước là biểu hiện cho quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo của Ngài. Điều này khẳng định rằng Đức Chúa Trời không chỉ tạo dựng nên mà còn duy trì và điều khiển cái vũ trụ này nè. Đức Chúa Trời không những tạo dựng nên bỏ đó mà còn duy trì. Điều này nhắc nhở chúng ta là gì? Sự hiện diện của Chúa liên tục, phải không? Khi có một cái gì đó duy trì sự sống, duy trì cái sự trật tự, thì cái người, cái đối tượng duy trì đó phải hiện diện. Cho nên mình nhìn vô cái trật tự, mình nhìn vô cái sự sống mà đang tồn tại ở trong cuộc đời của mình, đang tồn tại trong xã hội, đang tồn tại trong cái chỗ mà chúng ta đang ở, nhắc nhở chúng ta chỗ đó sự tồn tại của Đức Chúa Trời vẫn có. Chỗ đó có sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Cho nên chỗ nào có sự sống, chỗ nào còn sự trật tự, chỗ đó còn sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Cho nên điều này khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa liên tục và đặc biệt đầu phục về sự can thiệp của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Để Chúa can thiệp vào cuộc đời của chúng ta. Đừng, mọi khía cạnh của cuộc đời của chúng ta cần được Chúa can thiệp vào. Đừng để Chúa chỉ can thiệp một vài khía cạnh nào đó mà khía cạnh khác thì không, uổng lắm. Hãy để Chúa can thiệp hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Để chúng ta thấy được mỗi một ngày sự can thiệp của Chúa ở trong cuộc đời của mình, sự vận hành của Chúa, nói đúng hơn là sự vận hành của thần Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta. Để mọi khía cạnh cuộc đời của chúng ta đều được Chúa dẫn dắt. Thưa quý vị, mình đọc một câu kinh thánh nữa rồi mình nghỉ ở đây. Xuất Ê-díp-tô ký 33 câu 14. Xuất Ê-díp-tô ký 33 câu 14. Ngài phán, ta sẽ đi cùng ngươi và ban cho ngươi sự yên nghỉ. Chúa sẽ đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Chúa đủ thẩm quyền để làm cho mọi sự hỗn loạn ở trong cuộc đời của chúng ta, một mớ hỗn độn ở trong cuộc sống của mình, nó trở nên trật tự và nó trở nên một nền tảng cho chúng ta, để cuộc sống chúng ta vững chắc ở tại đây. Tôi xin lỗi trễ hết một phút, cho nên tôi phải chấm dứt tại đây để cầu nguyện. Xin Chúa ban phước cho chúng ta trong vấn đề chúng ta học câu số 2 này. Chúng ta nhớ rằng Chúa cùng đi với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Chúa hiện diện với chúng ta trong mọi khúc quanh. Dầu chúng ta ở trong chỗ đen tối nhất hay là bất cứ nơi nào khó khăn nhất, cùng đường nhất, Chúa cùng đi với chúng ta và ban cho chúng ta sự yên nghỉ. Chúng ta cầu nguyện. Một vị nào giúp tôi cầu nguyện trước khi mình nghỉ? Ủa, ai cũng đang cầu nguyện hết à? Dạ, mời cô Vivi. Em cầu nguyện một chút. Dạ, mời thầy Thọ. Em cầu nguyện. Sorry. Có ai nữa không một chút? Có thì em nhường lại. Dạ, chị Dũng Lữ. Em cầu nguyện. Dạ, xin hết phần cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Là Chúa, là Ngài là Đấng toàn năng, khôn ngoan, là Đấng yêu thương. Trong sự sáng tạo của Chúa, Chúa quá vĩ đại, sự hiện hữu vĩnh cửu của Chúa quá toàn năng, sự vận hành của Chúa trên vũ trụ, Ngài nắm quyền tối cao trên muôn vật, từ chỗ trống vắng, tối bóng tối,
Ngài điều khiển nó một cách quá trật tự. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và tiếng phán của Chúa, mọi sự đều phục dưới quyền ý định của Chúa. Chúng con biết là Chúa là đấng cai trị. Bởi sự cai trị của Chúa mà muôn vật sống động nảy nở để sẵn sàng là nơi cho loài người sống, là nơi chúng con sống. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa quá yêu chúng con. Chúa cung cấp nhu cầu cho chúng con, cho mọi đời sống chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa sự cho chúng con được sự sống, sự bền vững của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa qua bài học mà Chúa dùng ông mục sư để đi sâu vào lời Chúa, giúp cho chúng con nhận biết rõ hơn về sự sáng tạo của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa trong sự sáng tạo của Chúa, Chúa quan phòng, Chúa chăm sóc và Chúa yêu thương chúng con. Làm sao mà chúng con không biết và không hiểu được. Chúng con xin Chúa Ngài cho chúng con nhắc nhở cho chúng con biết. Chúng con ra từ đâu và sự sáng tạo Chúa đến từ đâu. Chúng con đã gặp gỡ Chúa mỗi ngày qua lời Chúa, gặp gỡ Chúa qua sự sáng tạo Chúa, vậy mà chúng con không nhìn nhận thấy. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, cho chính bản thân chúng con vì chúng con quá quá không có xem nhẹ sự sáng tạo của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Và xin Chúa qua bài học này, xin Chúa giúp chúng con biết sự sáng tạo của Chúa như thế nào. Chúng con cảm tạ Chúa để chúng con nhìn xem Chúa, nhìn thấy ánh sáng của Chúa và nhìn chúng con nhìn mỗi ngày qua sự sáng tạo của Chúa rất là hoàn hảo trên đời sống chúng con. Qua đó mà chúng con kính sợ Chúa, chúng con tôn thờ Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì chúng con xem nhẹ sự sáng tạo của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con có con mắt tâm linh để chúng con thật sự kinh nghiệm thấy được mỗi ngày, thấy được sự sáng tạo của Chúa mỗi ngày, để cho chúng con thấy rõ ràng hơn. Và chúng con cũng xin Chúa giúp cho chúng con có trách nhiệm với những người mà không có tin vào sự sáng tạo của Chúa, sự sáng tạo vũ trụ của Chúa, và chúng con họ còn nghi ngờ sự sự hiện hữu của Chúa. Xin Chúa giúp cho họ nhìn nhận sự đấng sáng tạo luôn luôn ban nhu cầu cho họ, dù họ dù họ chống nghịch Chúa, nhưng mà Chúa cũng ban nhu cầu cho họ. Chúa làm mưa cho những người không phải là con cái của Chúa, và Chúa cũng ban cho họ có nhu cầu mỗi ngày. Xin Chúa luôn ở cùng chúng con. Xin Chúa cho bài học của chúng con có một cái biết một cái giá trị thế nào. Chúng con có một cái nền tảng trong Chúa mỗi ngày. Chúng con cảm tạ Chúa và chúng con cũng xin Chúa ở cùng với ông mục sư. Xin Chúa đổ phước lành trên ông mục sư và xin Chúa cũng ở cùng các anh chị trong Zoom giờ này. Và giờ này chúng con cũng sắp sửa đi ngủ nghỉ. Xin Chúa bồi bổ sức khỏe chúng con trong một ngày dài làm việc mệt nhọc. Và xin Chúa cũng ở cùng với các anh chị ở Việt Nam trong một ngày mới được sự bình an luôn. Con cảm tạ ơn Chúa. Con dâng lên Chúa những lời cầu nguyện. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị đã chịu khó học, chịu khó bò với tôi trong cái hành trình này để mình cùng xây dựng nhau trên đức tin của mình, trên lời của Chúa. Chúa ban phước đặc biệt lại cho tất cả quý vị. Kính chúc quý vị ngủ ngon. Kính chúc quý vị Việt Nam một ngày bình yên. Những nơi khác chúng ta ngủ ngon. Good night, mục sư. Dạ, good night.
Good night. Dạ. Chú Ban Phước Quý Mục Sư, quý thầy cô, chú Ban Phước Mục Sư nhà bên Mỹ, ngủ ngon. Dạ. Salam, quý thầy cô ở Việt Nam, một ngày tốt lành. Dạ. Salam, salam. Salam là gì? Dạ, salam là bình an, hẹn gặp lại. À, hẹn gặp lại. Đơn giản vậy. Dạ, đúng rồi. Salam là bình an. Thầy hư không gặp tiếng A ăn đâu, mình quê ở hỏi. Salam, salam là tiếng Do Thái đó chứ. Oh, yeah, mục sư. Vậy theo mục sư bên tiếng Anh là sao mục sư? Yeah. Bình an là peace. Yeah, peace. Peace. Yeah. Peace. Là còn, tiếng Anh á mục sư. Yeah, tiếng Anh là peace, tiếng Do Thái là salam. Yeah, yeah. Bình an. Tiếng yeah. Tiếng Lào là bình an. Yeah. Lào. Yeah. Yeah. Rồi. Hẹn gặp lại. Rồi. Yeah, kính chúc quý vị bình yên. Dạ. Dạ. Ngày mai sáng sớm ngày mai mình gặp lại. Mai gặp.